Đúng rồi, thêm 20 phút. Chưa có tài em ơi. Chịu tỉnh Hậu Giang để theo dõi trận bán kết hai. Trận đấu giữa hai đội bóng anh em nhỏ 7-1. Đi bộ cùng màu xanh đen. Đội bóng trên tay trái của chúng ta. Còn các vụ trắng ngang về thì đấu với tay sân tay phải đem tay phục về trắng hoàng và trận này đã chỉnh dẫn lên công tài Nguyễn Phước rồi là góp vô Hải Hoàng được truyền khách đi rồi là được truyền của Khang Xuân đây rồi là anh Liêm Quả để đá mà đá điên cho cao độ anh em nó đẩy một anh Liêm Quả một đôi chi. Và để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi ở những cuộc thi đấu tiếp theo thì thi đấu thứ nhất này thì Lê Duy xin điểm lại 10 cái tên đang có mặt trước hết trong đền của cả hai đội.
Mình biết là anh em 71 chúng ta có thủ môn Nước Nhật và anh Liên Võ, anh Liên Võ số 35, có số 11 đó là anh Tâm, và số 19 Minh Chiến của anh, và có ba mã số 1 giữ đêm. Đó là trường rất nhanh của anh Liên Võ. Còn nghĩa đội trắng FC chúng ta có thủ môn đó là thủ môn Thiên Tấn của anh, rồi có Red Video Hải số 11, có cầu thủ số 29 đó là Hoàng Thái, Khang Siêu Đề các bạn, Khang Siêu Đề số 12, và có số 4 là Khánh Duy. Đó là những cái tên có mặt trong đội hình chính thức của cầu thủ trắng FC. Dứt điểm không vào, bàn điểm của Ba Thá. Vẫn là Ba Thá, cầu được chuyền về cho anh Liên Võ. Đại bóng bên biên. Sẽ có một tình huống đá biên cho các cầu thủ trắng FC. Khánh Duy sẽ là cầu thủ đá biên dành cho cầu thủ trắng FC. Khánh Duy giữ điểm không vào. Đá biên tiếp tục cho các cầu thủ trắng FC của anh. Ok, toàn máy hồi ngày mai kẹt kẹo sẵn tắm quê luôn, là toàn máy hồi luôn. Dân em không bao, đó là gì dành cho các thủ trắng FC. Đây là giải đấu lần này của chúng ta, giải đấu tranh cúp DJ Billy là thứ nhất năm 2024 lần này được tổ chức tại trọng đá Galaxy, thành phố Long Bảy của tỉnh Hậu Giang. Và giải đấu chúng ta rất vui được đồng hành với những nhà tài trợ chính cho giải đấu chúng ta các bạn. Trong đó có nhà tài trợ đó là cà phê Ý Mỹ. Khá nguy hiểm. Trong đó có ba nhà tài trợ, ta có cà phê Ý Mỹ, công ty bất động sản Chủ Lâm Xanh, và có trường Đầu Đường nữa bạn. Đó là ba nhà tài chính cho giải đấu lần này của chúng ta. Đó là anh Liên Võ, đây là anh Tâm. Anh Tâm gặp đây, vẫn là cao thủ anh em đã bảy một. Ở vòng các bóng của một đội không được, đang chơi về xử lý không được. Thì chào chuyển điểm nha, đó là những là chúng em ngã bảy thắng nha, giữ đêm không hay. Đó là đường chi của hai dành cho thủ số 29 đó là Hoàng Bảy. Là bóng đá và các bóng thành công. Là huấn luyện viên bên phía đội SC trắng SC, đó là huấn luyện viên Tiến Nguyễn các bạn. Đừng về đó, anh lên đây em, anh lên trên đây. Cảnh gì? Đi đâu? Đi em. Bóng bóng đó. Đó là pha có bóng trên Liên Võ. Bé đi lại. Đi bắn. Rồi chỉ cho Khánh Duy. Ra rồi. Hai bóng của Khánh Duy. Lâm Kỳ Đông. Lâm Kỳ Đông. Cảm ơn. Hai bóng Lâm Kỳ Đông của Khánh Duy rồi. Nhưng mẹ bà là đủ các bóng kia tài của các bộ đen nhóm bóng một. Tỷ số vẫn chưa được mở cho trận đấu chúng ta. Còn nữa cho anh toàn máy hỏi chào Trịnh Hiển nha. Khải Siêu Lê. Đó là một cách mặt của Khánh Duy. Từ đường chuyền của Khải Siêu Lê.
Cảnh gì vừa ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu chúng ta. Cầu thủ trắng SC ghi bàn 1-0. Đó là đường truyền của cầu thủ số 19 các bạn. Đó là Minh Chiến. Anh bảo bên kia bắt đầu. Anh đứng đứng dọc bên kia. Đó là và dứt điểm của Liêm Võng. Thì cho anh Liêm Võng nè. Hãy lấy đi vô, được chuyện khác gì. Lấy đâu, go go. Lấy đâu. Đó là đá bóng của Khánh gì. Anh Liêm Võ sẽ làm gì đây? Đó là một đường truyền dành cho anh Minh Chiến. Vẫn là cao thủ đang ngã đến một. Đường truyền của anh Liêm Võ dành cho ba đá. Hơi mạnh. Còn nữa cho anh Linh Võ nói là cả chuyển hiện chẳng còn mấy ổi nha. Thì vậy đang trường đã được công giao xong cũng như là Phước Vũ và Hoài Duy rồi và đội trưởng đó là cũng như mà được công giao hết. Đó là cái điểm của trong đang trường của mình. Đây là Lưu Võ và Đức Chi Giác Phi là tướng lên mạng tướng lên mạng ở đây để chúng ta không biết không. Cũng đúng 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 đúng. Đây là một đội đá điên dành cho các cầu thủ anh em ngã 71. Một trận bán kết hai đang được diễn ra cũng hết sức hấp dẫn các bạn. Đây là Minh Chiến. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Galaxy thành phố Lao Đậy của tỉnh Hậu Giang để theo dõi trận bán kết hai. Trận đấu này anh em ngã 71 và trắng SC. Và hiện tại thì các cầu thủ trắng SC đã có bàn thắng mở tỷ số với một hàng của Khánh Duy các bạn. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng đá thành phố Lao Đậy tranh cúp DJB League. Làm thứ nhất năm 2024. Đây là anh Liên Hỏi cho anh Hoàng Thi. Cảm ơn anh Hoàng Thi. Đang chung. Đó là thủ môn Thiên Tấn. Tấn bóng chính xác rồi. Đây là tướng đây mà. Một đội chỉ cho Trần Đang Trường làm gì đây. Vẫn là Đang Trường. Một hai đội bóng được chính xác. Dứt điểm. Hơi nhà. Minh Nhật ném bóng được rất mạnh nhìn cho anh Tập. Ở trận đấu bán kết 1 thì đã tìm ra một đội và chơi sẵn chung kết với một loạt đá luôn luôn rất căng não và hấp dẫn. Một chiến thắng của cà phê Ý Mỹ trước các cầu thủ Quỳnh Như FC các bạn. Trình chấm luôn luôn. Và cà phê Ý Mỹ hiện nay là một đội bóng vào chơi sẵn chung kết đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một trong hai đội bóng này như đấu này. Ở trận bán kết 1. Đây là tướng Lê Ma. Tướng Lê Ma đi chi. Đây là Hoài Duy Cơ, cơ bầu. Sẽ có một đá biên dành cho các cầu trắng SC. Chờ bên kế nha, chờ anh Hoàng đi, chờ anh Lê Ma đá nè. Dứt điểm. Và dứt điểm của Đan Trường. Để cầu đường phá bóng lên dành cho thủ môn Minh Nhật. Ở bên kế đã nhắn là kêu Khang Gồ vào quẩy đi bên Minh Nhật. Đó là nhắn của bên kế GML. Đây là thủ môn Minh Nhật. Đá bằng góc dành cho cầu thủ trắng SC. Đây là Đáng Trường. Không bầu. Tiếp tục là một cầu thủ đá bằng góc.
xin chào anh Lại Tưởng. Và đại diện rất cảnh của Phương Tử Hoàng để số lần 2-0 cho các cổ trắng FC. Bàn thắng của Phước Vũ. Anh đẹp. Chúng ta lại tưởng là nhắn là anh em đẩy kế lên. Đây là bên chiến. Một bên chiến dành cho ba tháng. Đây là bên chiến. Và đây là Phan Phong. Đây là con rùa nhỏ tới 1. Thành Lãng Tâm. Và Duy Vân. Qua dưới rồi các bạn. Và đây là Phước Vũ. Qua dưới rồi. Một đường chuyền nhìn cho Đáng Chuyền. Dẫn là cao thủ áo trắng. Sau đường đường chuyền nhìn dành cho Phước Vũ. Vậy Cường xéo ra. Cũng vào sau. Được giữa đoàn em 5-1. Đường xếp lên. Thành Phong. Ba tháng. Đó là đường chuyền của đường xếp vào của bạn. Đáng Chuyền. Đó là đường chuyền dành cho Tú Hoa. Và người góp cày Tú Hoa lên đây. Và đây là Hoa Duy Hoa lên đây. Đó là đường chuyền của Tú Hoa không thành công. Đây là ba tháng. Và các bóng của Đáng Chuyền. Để có một hùng đá viên cho các cầu thủ. Anh em ngã 7-1. Đậu tại đây rất hấp dẫn các bạn. Thành Phong. Đây là anh Minh Chiến. Cường xéo lên. Đây là anh Minh Chiến các bạn. Cường xéo dành cho ba tháng. Và các bóng của Hoài Chi Gòn. Đây là Cường xéo lên. Thắng vào. Thả bóng lên dành cho cái môn Thiên Tấn. Đang xưa về đã được cung vào sân cũng như là Khánh Duy các bạn. Cùng trả lại. Bên phía rồi trắng hết rồi. Anh Toàn sẽ làm hữu đá biên cho các hữu anh em nhà 7-1. Đây là bên chiến sẽ làm như đây. Bên chiến cái bầu. Đó là bàn cảm phá thành công của môn Thiên Tấn. Là Phước Vũ. Người gì đang chơi đây? Đây là Khánh Duy. Khánh Duy làm cái đây qua người không thành công. Và các bóng thành công. Sẽ có một cầu thủ đá biên cho các cầu thủ FC trắng. Trắng FC các bạn. Đang chơi đây. Khánh Duy. Khánh Duy làm đây. Và đảo chân Khánh Duy không thành công rồi. Đây là ba tháng. Vẫn là các thủ anh em nhỏ 7-1. Điền số rồi. Một mới được. Vẫn là các thủ anh em nhỏ 7-1 được chi. Thôi cho ba tháng là thắng lắm đi. Đang Trường đã có bóng thành công. À, xin lỗi các bạn. Cầu thủ số 29 là Hoàng Khải các bạn. Đây là anh Minh Chiến. Và là cái bóng của Hoàng Khải. Tiếp tục đá biên cho các thủ anh em nào 7-1. Chúng ta đang theo dõi trận đấu bán kết hai. Và đấu với ngày đội trắng FC và anh em nào 7-1. Tại ủng hộ giải bóng đá thành phố Cao Bảy tranh cúp DJ Pino lần thứ nhất năm 2024 được tổ chức tại sân đấu Galaxy ở thành phố Cao Bảy Hậu Giang. Dứt điểm tại dự điểm của Thanh Phong. Tại giải đấu lần này ban tổ chức tôi rất vui mừng được đồng hành với các nhà tài trợ là trong đó có cà phê Ý Mỹ, công ty bất động sản Cũ Lâm Xanh và trường Đào Đường của bạn. Đó là những nhà tài trợ chính tài trợ giải đấu chúng ta lần này. Đây là thủ môn Nguyễn Dực.
và đánh đầu của Betigo Hải. Quảng Hải đang xếp đây, không được an toàn. Và đây là bên chiến đang xếp đây, đang đây mọi người không dẫn con. Đây là bên chiến làm gì đây, một đường tròn nhìn dành cho đường số đoàn và các bóng đánh gì không được gì không phải lỡ lưỡi luôn bạn. Đây có một tình huống đá biên cho các cầu thủ áo đen thì anh Tâm vào sân mình hiểu rồi, anh em ngã bảy một cũng như là cầu thủ số 3. Số 3 đó là Thanh Thiên các bạn. Đây là Thanh Thiên của địa chỉ cho anh Tâm. Ở địa chỉ Thanh Thiên thì chắc không có cầu thủ số 11 đó là Rất Vi Vô Hải. Đại Rất Vi Vô Hải, đây Hoàng Hải cánh gì ai rất đi bộ cánh gì đó là người tấn công hướng dẫn vị trí của Hoàng Hải. Và đây là Hải rất đi bộ làm gì thêm không màu và lốc cho các cầu thủ trắng FC chẳng bán cái thai mà đang rất hấp dẫn các bạn. Đây là cái số đây. Đánh gì? Đánh gì? Cho Hoàng Hải. Đánh công cho người đây mới một. Và đây là đường số 3 làm gì đây? Đó là đường chuyền dành cho Anh Đương. Anh Đương đã có bóng rất kịp thời của Cang Sơ đây. Sẽ có một hướng đá vào góc cho các cầu thủ anh em ngã 7-1. Anh Toàn làm gì đây? Và đi bóng chết đêm không vào. Đây là anh Toàn. Đây là anh Toàn. Giữ điểm. Anh Hương. Anh Hương làm gì đây? Giữ điểm không vào. Bóng lên cho thủ môn Hiền Tấn. Anh Hương. À, còn chính xác của một bên dịch. Anh Hương. Giải đi em đi đường khác. Đường xếp rồi. Đó là đường chỉ Thanh Toàn làm gì đây? Giữ đêm không vào. Đường xếp ơn không vào. Bóng chung cầu dọc các bạn. Phải giống đi. Một và qua thủ môn và dứt điểm của Cường Xe và các bạn nhìn bóng trúng công trọng. Đây là hòa chí lực làm đây. Đây là đáng chừng. Một chuyền về cho đây là Tú Tú Hoa. Không được. Cường Xe và đó là đường chuyền dành cho Thành Hương. Đây là Lâm Tâm. Cường Xe và đang trường và đây là Phước Vũ. Chẳng là cầu thủ trắng hết trên. Đang trường. Không được. Cầu thủ đá biên cho các cầu thủ anh em đá mấy một. Đường xếp lên. Một đường chuyền về dành cho Anh Tâm. Anh Tâm. Đây Anh Tâm. Thành Toàn sẽ làm gì đây? Một đường chuyền dành cho Thành Hương. Vẫn là cầu thủ đang ngã bảy một các bạn. Cầu thủ trắng SC lùi về phòng ngự rất đông và rất sâu các bạn. Và tập 1-1 của các cầu thủ trắng SC đã điền cho các cầu thủ áo trắng. Đây là Tú Neymar. Đã biên cho cao thủ áo trắng. Đó là Hoàng Duy Lợi. Tiếp tục sẽ có thủ đá phạt góc cho cao thủ trắng FC. Đây
rồi, như điểm đó đang dừng. Vì vậy, trọng tài anh Quốc Việt cũng đang hỏi về kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 như nhất thì các cầu thủ trắng SC đang tạm dẫn trước các cầu thủ đang ở hiệp 1 như tỷ số là 2-0. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ với nhau trong ít phút. Và ít phút nữa chúng ta sẽ quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ 2 của anh. Hay là chạy chạy. Chạy chạy. Đội trả. Đội này là đội trắng hết trơn. Lát ra lát đội nào mà mặc đồ trắng đi ra là cứ đội đi con. Còn hồi đội này rồi mình thay đồ hồng thì thôi luôn rồi được. Hello.
Vậy vậy trong tài quyết nguyện chúng ta nói coi để hiệp 2 được bắt không? Cái hiệp 1 thì các rượu trắng FC thi đấu trong vùng màu trắng đang tạm dẫn trước các rượu anh em ngã 7-1, với tỷ số là 2-0. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các hữu chiến thắng đã sẽ đến với khán giả và các bạn những câu bóng này, những câu bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu các rượu ngã 7-1 sẽ ghi bàn quyết thắng tỷ số hay không, hay là các rượu trắng FC tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số. Bạn hãy cùng chờ xem và đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này và sẽ bước vào chơi trận chung kết gặp các cầu thủ Bà Rịa Ý Mỹ lên. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Một lần nữa chào Huy Duy, chào Huy Trân, anh em gọi đặt cố lên, đó là những Huy Trân của bạn. Thì vậy ở đầu những phút thứ hai này thôi thì các cầu thủ anh em ngã mấy một sẽ trở về chiến thuật phao play của bạn, họ đang bị tạm dẫn với tỷ số là 2-0. Những điểm từ xa họ có vẻ như là sẵn cây của bạn, một vài những điểm sẵn cây sẵn khay á, khay là chìa khóa đó, là một đường truyền của Phước Vũ. Phước Vũ chỉ vòng cho Khánh Duy hơi mạnh. Vậy bên phía đoàn em ngã lấy một trong hiệp hai thì sẵn khay vào sân và Khang Torres cũng vào sân. Đây là Khang Torres dứt điểm, đó là một điểm quan tâm. Các khán giả thì có thể chưa yên tâm một cái biệt danh bảo lạnh Tâm Bà Chi đi các bạn. Đó là điều chuyện đánh gì? Đáng chương. Đáng chương thì vẫn hơi mạnh dành cho Phước Vũ. Và Thanh Bà thì điều chuyện dành cho bảo lạnh Bích Chiến. Và đây là Sản Khay, vẫn là cao thủ đem ra 7-1. Và đang có chiến thuật, về với chiến thuật bóng ở đây các bạn. Và là bàn tập bóng của thủ môn Thiện Tấn. Sẽ có một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ anh em ngã 7-1. Xin mời Lại Tưởng. Cho tao nhét quyền đi, cho tao nhét quyền đi. Lại Tưởng nhắn là Tăng Phúc và Khang Dồ gán đá nha. Là dạng Lại Tưởng của bạn. Đây là Sản Khay. Mình mới chuyển lên đi. Nhưng và cầu thủ rất nhanh được các cầu thủ trắng hết rồi. Phải nhớ không? Một pha dứt điểm của Sáng Khay và ba đây người của đội môn Thiên Tấn của bạn. Dứt điểm không vào. Sẽ có được thủ đó là góp cho các cầu thủ anh em ngã 7-1. Rất hấp dẫn. Dứt điểm không vào. Đây là Sản Khay, vẫn là cao thủ anh em ngã 7-1. Minh Chiến ở vị trí chân, vị trí chân tâm. Đây là Tuấn Lê Mạnh, vị trí cho Đáng Trường bắt được. Rồi là Minh Chiến, vị trí nhân vật anh Hoàng để lãnh tâm. Dứt điểm. Đáng chừng một pha phạm lỗi của Minh Chiến rồi, một chiếc thẻ vàng được rút ra cho Minh Chiến đối với tình huống phạm lỗi của Đáng Chừng. Xin chào anh Nguyễn Đặng Anh Vàng, Nguyễn Đặng Anh Vàng, anh Dương Quá các bạn, cảm ơn anh Dương Quá. Đào Đình Lê Duyên sẽ có một thủ đá phạt cho cầu thủ trắng FC. Đây là Tú Nay Mà Nguyễn Đông Nam, một địa chỉ trái nhìn thủ ra chưa biết đang chờ một bàn thì không thành công. Đây là Sản Khay, an toàn Sản Khay và người bắt hay. Đó là một địa chỉ cho Khang Torres và đó là một địa chỉ của anh Minh Chiến hướng đến vị trí bên tâm. Đây có một tình huống
đá vang lên dành cho cầu thủ trắng FC. Là Khánh Duy một đường chì dành cho Thái Thúy, không vào. Đó là pha cản phá thành công của đội bóng Sơn Thành. Đây là Minh Chiến. Đây là Anh Tâm. Anh Tâm. Để chiến đấu. Đây là Minh Chiến. Minh Chiến đang đi đây. Sẵn cây, đứng gì gắn cây, để là Anh Tâm, anh ơi, nhìn em không ơi. Sẽ có một đội ngũ đá bóng gốc cho các đội ở đây. Xin chào anh Dương Hóa, sân này ngay ở ngõ 7, hỏi về Minh Chiến. Dạ, sân này là ngay thành phố ngõ 7 luôn anh em. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm sẵn cây, bóng chung cột dọc. Sẽ có thể đá yên cho các cầu thủ trắng FC thủ Neymar mà. Về chuyện của thủ Neymar mà. Cái thủ phạm lợi của Thanh Toàn đợi về Khánh Duy các bạn. Khánh Duy đang là cầu thủ đứng trước ba bàn này. Đúng quá, bảo lên. Và đây là ba đá. Đã điền cho các cầu thủ anh em đã đến đây. Các bạn. Và anh Khánh. Đó là đường truyền của anh Minh Chiến nhưng cũng sẵn thầy. Vẫn là Minh Chiến. Minh Chiến làm đây, đường truyền có thầy. Dứt điểm không ngủ. Cho các cầu thủ anh em ngã đối một và dứt điểm của Thanh Toàn ở đây. Sẵn thầy làm gì đây? Đó là người đưa chi nhìn thấy Thanh Toàn. Đóng vào. Và đây là Khánh Siêu đây. Bản công cho đội trắng FC. Và đây là Khánh Duy. Và các bạn của đội chiến của anh. Thì sẽ có sự hội ý của hai đội bóng chúng ta. Rồi, chị nhận lên, thời gian bù nước bù khoáng bù oxy cho hai đội bóng ta ta hết nè. Để bảo được tiếp tục. Đây là Khánh Duy. Điểm đêm không vào. Đó là hai dứt điểm của Tú Lê Mạnh. Đó là Sánh Khay một đường truyền dành cho Ba Khá. Ba Khá làm gì đây? Sánh Khay. Và đây là Minh Chiến. Xin chào anh Đỗ Khải, cà phê Ý Mỹ vô chung kết một đội là nhanh. Đó là cà phê Ý Mỹ. Đó là bàn tác động của Tú Lê Mạnh. Không là điều hết đường đi dọc rồi. Đã điền dành cho cầu thủ trắng hết chưa. Đó là Vết Thi Vô Hải. Khánh Duy. Không được. Để Lãnh Tâm. Lãnh Tâm làm gì đây? Thủ di chuyển từ xa với Lãnh Tâm. Còn nữa chào anh Đỗ Khải, chào anh Dương Hóa. Chào quý khán giả và các bạn trong năm trong năm đã vào xem live stream. Để dội trận chung kết, xin lỗi bạn trận bán kết hai của chúng ta. Và đây là ba đi bóng. Góp thay. Đây là Mỹ Chiên Công Bầu.
Tiền số rồi, mình tiếp tục chung trả lại rồi xong. Bên phía bạn em đã thấy một ba thắng. Tiền số rồi. Bên chiến Sảnh Khay. Sảnh Khay làm gì đây? Bên chiến một đường chuyền dành cho ba thắng. Sảnh Khay quay. Sảnh Khay. Anh Duy vừa ghi bàn nâng lên tỷ số 3-0 cho các đội trắng SC. Đường truyền về dành cho Khánh Thương. Khánh Thương chỉ đánh cho tiền số là 5 lần. Điểm tiền số là đi lên cơ hội. Sẽ các đội bóng đá biên dành cho các đội trắng FC. Đây là tướng Đô Ma được chuyển cho đội bóng Duy Tấn. Tướng Đô Ma được chuyển lên. Đây là Sảnh Khay. Sảnh Khay làm gì đây? Vẫn là cao thủ anh em đã lấy một Sảnh Khay. Một đội chiến dành cho tiền số 4 không màu. Xin chào Huyền Trong. Chào em gái Huyền Trong nha. Chào em gái Huyền Trong, chào Mã Minh Đức. Rồi thi đấu thứ hai này thì mỗi hiệp thi đấu bạn ở những trận bán kết này và chung kết thì mỗi hiệp chúng ta sẽ thi đấu 20 phút nha các bạn. Còn nữa chào Mã Minh Đức, chào Nguyên Trâm. Khánh Huy. Đây là pha đi bóng của Ba Thái. Đánh bóng, đá ngay. Ba Thái. Đội tuyển các bóng của Ban Sơ Vê của bạn. Một pha dứt điểm. Rất mạnh của Sảnh Khay các bạn. À, xin chào Thanh Quân nha. Sau trận bán kết hai chúng ta sẽ tìm ra một đội bóng vào chơi trận chung kết và đội này sẽ thua sẽ vào bước vào lọt đá lưng lưu trận hạng ba các bạn. Đường chỉ của Phước Vũ. Còn đường hát từng biên dọc. Đã điền cho các hồ anh em đã lấy một Sảnh Khay. Bà Khả. Bà Khả làm gì đây? Bà Khả. Đánh lưng. Không được. Đây là bóng của Phước Vũ của anh. Sảnh Khay. Đội chiến nhìn cho Ba Khá. Ba Khá đừng làm gì đây? Ở lòng đội chiến. Không được. Sẽ có một đội đá biên cho các đội anh em đã 7-1. Từ số rồi. Từ Sảnh Khay. Ba Khay và đây là Ba Khá. Công bằng. Điểm đến thắng các thầy của Khánh Duy các bạn. Khánh Duy vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho các đội trắng SC.
đóng vào. Đó là ba chiếc đêm của đội bóng số 3. Đó là Thành Hương. Đó là ba chiếc đêm của Thành Công. Trong tay. Đúng không? Không trong tay. Đúng không? Không trong tay. Quả dưới rồi. Tiếp tục sẽ là một đường đá biên cho cầu thủ anh em gã 71. Chiến thắng không vào. Đây là trường rất nhanh của Đại Thắng. Em đây Thành Hương này có bóng thành công. Anh vô phải, anh vô em, tên đi. Bóng về cho bóng đi bắn. Đây là bán trường. Chạy 60 luôn. Bóng vòng, là những điểm của đang trường. Tiếng vụ đang ghi hoàng ở những trận đã đấu bóng trước nha các bạn. Chạy 60 luôn. Và đã rất hay, đã ăn tạo, đó là Thành Hương. Những điểm của Thành Hương là đội tác phong của Chi Vòng. Đó là góp cho các cầu thủ anh em ngã 71. Đây là anh Tâm. Đúng em. Đừng coi Tâm đá nè. Tâm là chi? Đây là Thành Hương. Đây là anh Tâm. Diễn đến. Bóng vào. Bóng trúng vào người của Đà Nẵng rồi. Đây là Phước Vũ. Di chuyển về cho thủ môn Thiên Tấn. Và các bóng của anh Tâm. Đã bị cho đội anh em ngắm 1. Quang còn. Đây là anh Tâm. Dẫn là Thanh Toàn. Đây là Ba Thắng. Không được. Đang trường đã có bóng thành công. Dưới đêm công vào. Thanh Toàn làm gì đây? Đây là anh Tâm. Thủ di chuyển tương ra. Đã liền chọn ra ngủ ở đây. Chào Thanh Tuấn nha. Thành Tuấn gọi là nhắn là kêu Tâm và Chi về đánh trận 5 giờ. Đó là nhắn của Thanh Tuấn. Thành là anh Tâm và Chi. Chỉ để ứng không vào. Không lên cho thủ môn Thiên Tấn. Quay phải. Quân chiên dành cho Hoa Chi Vân. Quân chiên về dành cho Phước Vũ. Đáng chừng đó là vị trí của Hoàng Khải các bạn. Đã đi chọn đủ ở đây. Diễn đến không vào. Phải điểm của Thanh Tùng. Lên đè đi qua, lên đè đi qua.
Và đây là thủ môn Thiên Vấn phá cấm lên đáng chừng. Điều chỉnh cho Hòa chi vào làm gì đây? Hãy đến thủ môn. Tại điểm quan trọng các bạn. Tại sao đình sẽ đánh hưởng đất là góp cho các người ủi trắng FC. Và đồng chuyển về của Shiva để cho thủ môn Thi Tấn. Đối thủ đây là đang chừng. Đã biên cho các đồ anh em ngã bấy bột. Thầy Lãnh Tâm điều trị cho Cường Sốt Anh. Một người để bóng cho Khang Tô Rét của bạn. Thì trong này đã thổi còi kết thúc trận đấu rồi, một chiến thắng dành cho đội trắng FC trước cầu thủ anh em ở 71 thì sẽ là 4-0. Và chiến thắng này thì cầu thủ anh em cầu thủ trắng FC sẽ bước vào chơi trận chung kết với cầu thủ cà phê Ý Mỹ các bạn. Còn cầu thủ anh em ở 71 sẽ đá lọt Ben tranh 3-4 trận hạng ba với các cầu thủ FC Quỳnh Dương.